Dạ thưa chị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến đang có mặt tại xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Dạ thưa chị các bạn, hôm nay thì Vũ Chiến về đây bằng đêm luôn cho các quý vị. Thì ở đây có một hoàn cảnh của một em bé rất là khó khăn luôn. Căn nhà này là căn nhà của nhà nước cho nha, chứ không phải là nhà của cháu nó. Mà để Vũ Chiến kể cho quý vị nghe, nói muốn rơi nước mắt nãy Vũ Chiến cũng vô tìm hiểu rồi. Tại vì em nó là tên Võ Thanh Sang. Mới vừa học hết lớp 5 thôi, chuẩn bị lên lớp 6 thì em đã bị bệnh, nhưng mà không có có nghỉ học rồi không có đi học được nữa. Cha thì làm hồ, ở với bà, mà nãy Vũ Chiến cũng chưa biết bà nội bà ngoại nữa, nhưng cô nãy cô Vũ Chiến thấy cô đi bà nội hả, cô đi bằng hai cái nạng nè, cô đi bằng hai cái nạng. Nhưng mà dạ thưa vậy các bạn, thì ngày hôm nay thì Vũ Chiến đang đi làm mà chào viện của cô quan Vũ Chiến á. Thì sếp của Vũ Chiến gọi điện mới nói là Chiến ơi, có ai tìm em nè, để có một hoàn cảnh khó khăn gì đó. Mà Vũ Chiến cũng là ở đây, sếp cho số điện thoại của Vũ Chiến đi để cho cô này gọi. Thì hôm nay cô vô tới nhà trong Vũ Chiến luôn. Mà Vũ Chiến mới vừa đi làm trên cơ quan về thì Vũ Chiến chạy ngang đây, Vũ Chiến ghé nhà cô để tìm hiểu hoàn cảnh của em nó làm sao mà nó tìm Vũ Chiến một ngày nay luôn, quá trời khổ thấy. Sao cô? Hả? Hai cái giò cô giờ đâu khớp, giờ đi không được đây nè, nó đi là nó vậy đó, nó cung ra vậy đó hả, nó cung ra vậy đó hả, cái này nó loại ra làm sao, cái này thì nó cung qua bên vậy đó. Trời đi ơi, đâu được đâu. Hàng ngày cô làm gì sống? Đi bán vé số cưng ơi, bán hoài ngày bữa 100 tờ vậy đâu, bán bữa nào cũng tới 9-10 giờ rồi mới hết. Dạ. Rồi ổng mới chết đó, rồi giờ phải ở nhà con mình một à. Cô bảy ha, đây là cô bảy ha. Cô bảy mà biệt danh là người ta gọi là cô bảy liệt hả? Cô bảy tên gì? Cô bảy tên đó luôn đó. Tên đó luôn hả? Dạ thôi cô phải vô nhà đi. Thì Vũ Chiến về đây thì có cô bảy đây, rồi có mấy em đây chắc ở sớm nè. Ở đây là ba của bé hả? Trời ơi, con ơi, con bị bệnh gì mà con sao con ngày nay con gọi con kiếm chú Chiến dữ vậy? Cô bảy ngồi đi. Nó lớn lên cho con bị thận ứ nước hả? Sao con cái tay con sao nó rung vậy? Nó rung vậy đó. Tay rung vậy đó. Rồi mẹ bé đâu anh? Mẹ ở ngoài Vũng Tàu. Mẹ đi làm ngoài á. Đi làm ngoài Vũng Tàu. Còn anh? Cũng ngoài mới về đây chơi thăm mẹ bữa đi ngoài lên nhập viện chứ. Cháu bệnh này lâu chưa? Lâu rồi, 4 năm. 4 năm. Hồi đó hồi lúc cháu khởi bệnh lên cháu nào học lớp mấy? Lúc lên lớp 5 là phát bệnh luôn. Dạ, lớp 5 là phát bệnh luôn. Chú thấy chú thấy giờ luôn đó. Cái bụng lên nha chú. Khoan từ từ đi con, con thấy con sót quá đây nè. Ở bệnh viện nhiều hơn. Con thấy nè, da bầm hết trơn đây nè. Giò cắn dưới kìa chứ. Con ơi con đứng dậy cho chú coi cái đi. Đứng dậy cho chú coi. Này thuốc uống này hả? Thuốc uống con hả? Con còn đứng cái bụng quá trời, cái bụng vậy, cái bụng của con bự hơn cái bụng chú nữa. Ê, từ từ em đau, nó đau cái gì vậy? Trời ơi, giò đen hết trơn vậy, da nó thâm hết trơn. Wow, từ từ con không sao, không sao con, không sao. Trời ơi, quá trời cái bụng vậy. Rồi đi lên Di Động. Anh tên gì nè? Anh Tuấn. Nhà có mấy đứa con? Đây là con trai lớn, con trai nhỏ. Đi lên Di Động người ta nói anh, nói cháu bệnh gì anh? Máu không đông hả? Máu đông, em biết cái máu đông. Con nằm xuống được không? Con nằm xuống cho con khỏe được không? Quá trời cái bụng vậy. Trời đất ơi, trời. Từ. Ôi. Nằm đi con, nằm đi. Rồi nó mờ mắt ra, nó biến chứng ra mắt mờ luôn hay gì ạ? Mờ luôn, thậm ra đường để chứ đôi dép trước mà không thấy đường mang luôn. Trời ơi, trời. Tay kìm nhớm nhơm mà cái bụng vậy đó. Trời ơi. Cháu đi cũng khó khăn. Đúng rồi, nó đứng vậy mà, nó đứng không được mà. Đứng không được. Rồi ở hàng ngày ở nhà, ở với cô Bảy hả? Nó đi theo cha đó. Là từ hồi mà cháu nó phát bệnh lên là nó bao nhiêu năm rồi? 4 năm. 4 năm đầu tiên lên là bác sĩ nói bệnh gì?
máu đông. Rồi sau này hết cái máu đông đó xong rồi giờ qua tới thận, bác sĩ nói là về thuốc kháng sinh quá nhiều, lại về trị thằng kia, giờ buộc phải qua tới thằng này. Trời ơi. Qua tới này giờ rồi xong thằng này qua tới gan. Trời ơi, chắc tình hình. À, rồi xong này là phải qua tới gan, bác sĩ vẫn nói về trị thằng này là phải tới thằng kia, nói tới gan. Nhưng mà cái hướng điều trị của người ta sao anh ha, sao với con ha? Chị người ta nói là điều trị thằng này hết này là tới thằng khác nữa, đó, tới gan nữa, khác nữa, tới gan nữa. Thì giống như là bây giờ mình trị hết cái máu đông, nó sẽ quánh qua thận, quánh qua thận rồi quánh tới gan. Thận xong rồi tới gan. Trời. Năm nay bao nhiêu tuổi? 15 tuổi. 15 tuổi bệnh căn bệnh quá ác rồi. Có gì là bạn nãy mới chạy vô vợ con mới điện chỉnh á. Dạ, chạy con. Ngày nay thì con đi làm, con cũng đi phát quà từ thiện cho người ta ha. Mà nãy vợ con gọi thì nghe nói cô đã tìm tới cơ quan con, và cô tìm tới nhà con nữa thì con thấy chắc luôn á. Dạ, con thấy khổ quá lắm rồi. Mà con về đây con thấy con rơi nước mắt chà. Em nó mới 15 tuổi. Rồi đây là bàn thờ của Dương 7 hả? Dương 7 hả? Ông mới mãn đây 3 tháng 10 ngày. Dạ. Cái nhà này là nhà nước cho. Nhà nước cho đó. À, nhà nước cho một cách lấy làm chỉ mặt trước không, rồi sau này thì không phải từ như là gạch nữa, cái làm vậy là cho là cho Bảy. Dạ. Chứ anh là ở ngoài Vũng Tàu đi làm ở ngoài rồi, cuộc sống làm thuê ở ngoài được không anh, đỡ không? Sau này đúng gì đó ở đây không anh, ba trăm mấy khổ ngày, ba mấy hả? Làm ngày nào hai đứa con hả? Dạ, con làm được. Mà đầu tiên cháu nó bệnh là tốn nhiều tiền không? Nhiều lắm, nó một tháng trên 70 triệu. Trời ơi trời, một tháng nào nó trên 70 triệu, tháng 70 triệu. Nhưng mà bác sĩ người ta nói hết không anh, hết không? Hết thì nó không hết, nhưng mà ta vẫn chỉ hoài đeo hoài hết này tới cái nọ nữa còn bác. Nhưng mà anh là chú hả? Chú. Gia đình giờ kiệt quệ. Cô đang đương vợ thì cũng còn cháu nhỏ nữa, cũng không làm gì. Dạ đúng rồi, một ngày mà một ngày. Một ngày tiền thuốc của mình là khoảng bao nhiêu? Nó nếu mà tiền thuốc của nó theo bệnh viện là một ngày chừng 3 triệu. Dạ. Mà sao lý do sao hôm nay tìm con dữ vậy, là lý do sao? Tại mấy đâu có biết đâu mà mới hỏi. Dạ. Ở thấy nó quá trời mới hỏi, đây nghe nói con mấy con gà hổng gà đó. Dạ. Nghe con mù nói đó. Dạ. Rồi cái bạn mới hỏi mới tầm lên con sáu. Là chỗ chú mù ha, chỗ chú mù nói con ha. Mới làm bà sự. Dạ. Bà sự hỏi rồi bà chỉ mới lên cụ sáu. Dạ. Quan. Đây là ông và vợ con. À, lên dạ. Vợ con đó, rồi cái ông và vợ mới cho cái số điện thoại điện con đó, lên dạ. Trển điện đó. Dạ. Rồi lên trển rồi điện không gặp con, nó không quay ở đâu rồi. Mà ý con hỏi là sao, tại sao phải tìm đến con á, là hoàn cảnh khó khăn quá, giờ không tiền đó, bây giờ con giúp đỡ giùm cho cháu, làm cho nó hết bệnh. Nhưng mà nãy con nghe một tí xíu là ngày mai cháu đi hả? Sáng mai đi. Hồi nãy vợ con có gọi là có cô ở nhà con á, là nói là sáng sớm ngày mai là cháu đi, nhưng mà gia đình là không còn một cắt luôn. Không còn tiền còn quạt gì trơn, bởi vì bạn nó chạy quá trời luôn, nó chạy con cháu giúp đỡ giùm cho cháu cho nó hết bệnh, cho nó có tiền lo. Quá trời, cái bụng luôn không thở nổi luôn. Ôi trời, nó nói chuyện ngọt ngửi. Giúp đỡ rồi giùm cho. Dạ dạ dạ, thì con. Đây cũng nhờ dòng họ không chứ không gì. Con thì cũng nhờ những mạnh thường quân thôi chứ con cũng trời quá trời. Giúp đỡ con cũng nói rồi giùm con cũng vậy. Ủa cái tay thì sao mà bị vậy vậy? Lấy máu. Nó rung từ miếng thịt vậy ta? Nó rung dữ lắm. Khỏe không con? Khỏe không? Hả? Nói trước nha. Mệt lắm. Rồi bằng đêm sao nó ngủ được bảy ha? Thì giờ nó nằm vậy đó, nó nằm đại, chứ giờ biết sao giờ đâu con. Ồ, nó cưng cưng. Nó mệt thì nó ngồi. Anh nếu mà vậy rồi đi lên thành phố chị nó là nó xịp lại không? Chưa, hôm nay nằm hai tháng nay chưa xịp. Trời ơi, chưa trời khổ thế ghê vậy. Hai tháng quá trời luôn. Chú thấy cái bụng chú mập, cái bụng chú mở ấy rồi mà thấy chú thấy con gì chú. Nó đau hả gì? Trời ơi trời. Rồi tối cháu nó ngủ đâu? Tối nó nằm cho con nó ngủ đó. Không có được cái niệm nữa hả? Không, bị về ở trên thành phố mới về mà mới về đây cái rồi sáng đi nữa rồi đâu có niệm nữa. Vậy là sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nghỉ học luôn rồi, quá trời cái bụng rồi. Ai sao rồi. Bệnh viện biết rồi, giờ tiền bạc không có đó, chạy gì đây. Dạ. Anh ấy đang bị kiếm con. Cô thì kiếm hai cái nạn đây. Ừ, thì bán vé số.
Dạ. Số này nghĩ cho dạ thưa chị các bạn, thì Vũ Chiến ngày hôm nay Vũ Chiến nhận cuộc gọi của lãnh đạo của Vũ Chiến là sếp á, rồi xong nãy vợ Vũ Chiến gọi nữa thì Vũ Chiến nói là biết rằng hoàn cảnh này nó dạ được rồi anh, hoàn cảnh này chắc khổ dữ lắm nên mới tìm Vũ Chiến mà tìm dữ vậy. Thì bữa nay Vũ Chiến lại đây thì Vũ Chiến không có hình dung được cái hoàn cảnh của em nó khổ đến mức độ này. Đau quá con. Trời ơi trời. Đau. Tối nó ngủ được nhiều không anh ha? Thức đâu mà nó không được, bụng bự. Nằm không được, có nằm nó không. Dạ. Thôi giờ Bảy ơi, bây giờ vậy đi trước tiên á. Trước tiên thì con sẽ trích một cái phần phòng quỷ của chị Hương Liên ở bên Mỹ mới vừa gửi về con ngày hôm qua thôi. Để con đi làm từ thiện á. Mà hôm nay con cũng đã phát cơm trên kia rồi mà clip con chưa đăng. Đây nè, đây tiền con mới nhận còn nguyên luôn đây. Mình mới nhận còn nguyên đây. Là gửi về cho con 300 đô. Nhưng mà bây giờ hoàn cảnh em nó quá trời khó khăn rồi. Bây giờ con gửi cho Bảy là 200 nha, 200 đô nha. 200 đô bảy đổi ra thì khoảng cũng gần 5 triệu á. Nó khoảng 4 triệu 6 á. Thì bây giờ trước tiên thì con gửi cho Bảy anh với cho cháu nó đi chữa bệnh trước đi. Thì có Mạnh Thường Quân nào thương nữa thì gửi cho con, tiếp tục con sẽ về đây con trao lại cho em nó để em nó đi điều trị bệnh. Trời ơi. Dạ, cái phần quà này là của cô Hương Liên ở bên Mỹ. Dạ dạ dạ. Cũng chuyển giùm lời cảm ơn cô Hương Liên để giúp cho cháu làm bệnh viện. Vậy là con biết rồi đó chứ không phải bởi vì dạ, dạ. Nói vợ con điện ra làm con dạ. Thấy tặng mặt với dạ. Em mới biết để nhiều khi là dạ 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 dạ. Rồi không có nó đi rồi cái không biết làm sao mà điện được. Con cũng hy vọng rằng cái phần quà của cô Hương Liên gửi về á nó kịp thời luôn, nó kịp thời đến với con với cô, nó cái duyên luôn. Nếu đáng lẽ nếu mà trễ một ngày nữa thì con đi hoàn quay hoàn cảnh khác thì cháu nó cũng không được hưởng cái phần của cô Hương Liên đâu. Nhưng mà thì cô gửi về cho con thì con cũng đi làm từ thiện, nhưng mà con chip luôn 200 luôn. Thì từ từ chắc sẽ con sẽ nói với cô Hương Liên để cho cô Hương Liên cũng thông cảm cho con á. Tại vì sao Vũ Chiến này nó chích một cái phần quá. Tôi gửi vợ 300 mà nó chích hết 200 cho hoàn cảnh này. Dạ. Hoàn cảnh cháu thấy đau lòng quá con ơi. Dạ. Thì bây giờ thì con nói cô Hương Liên á, con sẽ gửi cái clip này cho cô xem. Nếu mà cô thương cháu thì cô giúp cho cháu nó một ít nữa để cháu nó đi điều trị bệnh cô à. Quá trời khổ luôn rồi. Thì qua đây Vũ Chiến cũng nhờ tất cả cộng đồng mạng xem được clip này thì chia sẻ. Rồi có những Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm mà từ đó giờ thương yêu Vũ Chiến á, gửi tiền về cho Vũ Chiến để Vũ Chiến đi làm từ thiện á. Thì bây giờ cũng giúp cho cháu thằng nãy tên gì em nói? Võ Sang. Cháu Sang. Để cho cháu vượt qua cơn bệnh tật này nha mọi người. Quá trời thương luôn rồi. Nằm nghiêng không chứ đâu nằm ngửa được ha anh ha. Hai cái chân teo nhỏ xíu luôn kìa. Hai cái tay vuông. Đâu ăn được gì ha anh ha? Mới giờ không ăn gì hết anh. Dạ, có bụng nó cứng cứng vậy sao ăn được? Giờ ăn sao? Nước không uống mà ăn không ăn nữa thì ăn. Giờ làm sao? Bụng quá chịu gì nổi. Giờ làm sao phải cho cháu nó có bụng nó xịp nó cái nó khỏe được. Trời ơi. Thôi Bảy ơi, bây giờ thì con gửi trước cho Bảy 200 đô ha, ngày mai đừng Bảy đi trước tiên là lên nhập viện cho cháu đi. Dạ, còn sau này thì từ từ mình tính sao chứ giờ con cũng không hứa trước được điều gì. Dạ. 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 Dùm cho cháu thấy cháu giờ nó quá khổ luôn mà tiền bạc giờ cũng quá hẹp con ơi. Đi lo mấy năm nay hết trơn tiền luôn rồi. Dạ. Chồng bây giờ đó thì mình giúp cháu đỡ dùm cho cháu nó có được khỏe mạnh rồi. Dạ. Nhiều quá trời phải ngồi. Dạ. Hôm nay về nó bà cháu ôm khóc quá trời, khóc nó khóc tôi khóc. Thôi nói vậy chứ mình đừng khóc quá. Mình khóc quá cháu nó suy sụp tinh thần đó, mình cứ cổ vũ đi. Tại nó khóc nó mình dạ. Khóc quá trời rồi mình phải khóc lại. Dạ biết đâu biết đâu. Biết đâu phía trước cái đoạn đường nó sẽ có một ánh hào quang để nó thắp sáng cho cuộc đời của mình. Dạ.
con lạc quan lên nha, con dạ, không có ừ dạ. Nhưng con đừng có buồn, đừng có khóc, khóc là cái sức khỏe mình nó càng trầm trọng thêm mà. Dạ, nói không nổi, nói không nổi. Rồi. Giờ nằm đây mà qua nhà bốc đập. Giờ có không nổi mà lấy gì hai cái giòi không chứ. Dạ. Hai cái giòi đã dùng qua đi hết nổi luôn. Thì bây giờ trước tiên gia đình mình khổ quá, trước tiên lo cho em nó trước đi vậy ơi. Lo em trước đi chứ giờ con cũng không có hứa được điều gì đâu. Dạ dạ. Dạ. Đưa lên bên chị em của bác nào ủng hộ giùm mấy, bây giờ cũng khổ nữa, con mình một á, giờ nó đi làm mướn, rồi con bệnh vậy nữa, bây giờ trước tiên lo cho cháu trước đi bà ơi. Dạ 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 dạ, lo cho cháu trước đi. Lo cho nó xong nè. Dạ chứ giờ. Dạ. Ồ nó căng nứt da luôn kìa, nó căng nứt da luôn đó mọi người. Nứt da. Con được rồi, con được rồi, con thấy rồi, nứt da luôn. Giãn mấy cái chỉ máu ra luôn chứ. Là bị suy thận hả? Thận có nước, thận hư. Mà bác sĩ có nói là điều trị là cách ghép thận gì không anh, hay là sao không? Bác sĩ chưa nói gì. Không có tiền, người ta chưa nói tới cái đó rồi. Kêu lên dần dần đi rồi từ từ bác sĩ chưa nói. Tiền đâu dám nói ghép thận ghép gì đâu. Đâu bây giờ ngày mai nhập viện á, anh hỏi bác sĩ đi, anh hỏi bác sĩ xem bây giờ tình trạng của cháu đang như thế nào. Để cho có gì cho em biết, đừng gì có khi Mạnh Thường Quân người ta thấy người ta thương á, người ta sẽ gọi điện về cho em, ta hỏi ừ bây giờ cái trường hợp đó bây giờ làm sao đừng em mới biết em trả lời với người ta. À, có thay thận được hay không, thay thận là số tiền là bao nhiêu ha. Nhà lớn như mình nó đúng rồi, quá nhỏ mới có 15 tuổi biết gì đâu. Bây giờ thưa chị các bạn, thì cái hoàn cảnh này phải nói là đáng thương. Em nó mới 15 tuổi thôi, nó căn bệnh quá ác, gia đình cũng khổ cái gì. Bây giờ thưa chị các bạn, thì Dục Chiến cũng không có lời lẽ nào nói nhiều được, nhìn cái hoàn cảnh được ở đâu. Nhà thưa chị các bạn, thì video của Dục Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.